Vâng, bây giờ là 11 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2019. Thì trên màn hình quý vị đây là bộ sập ngũ phúc tùng lập 1m6 2m mà chúng tôi đã hoàn thiện cho anh Hùng ở tại Hạ Hòa. Chúng tôi đã kê và bàn giao xong vào không gian nhà của anh đây. Đây, đây là toàn bộ chiếc sập này thì là có được làm bằng chất liệu gỗ và kích thước là 1m6 x 2m từ cực chạm mà ngũ phúc. Đó, rất là đẹp. Và hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở tại Hạ Hòa, Phú Thọ, ở tại xã Yên Luật, gia đình anh Hùng. Chân là chiếc sập này có kích thước chân 24, rất là đẹp. Mặt là mặt hai lá. Phía bên này là bộ bàn ghế nghe đỉnh cột 14 bằng chất liệu gỗ re. Thì năm ngoái là chúng tôi đã bàn giao cho anh rồi. Năm nay thì anh lại sắm thêm một chiếc sập ngũ phúc nữa. Đây là bộ bàn ghế chúng tôi đã bàn giao và lắp đặt cho anh từ năm ngoái. Quý vị có nhu cầu mà mua sắm những sản phẩm như này có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Cám theo số điện thoại là 0987 50 8 16. Cơ sở của chúng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Website đồ gỗ Tùng Cám .com. Trung tâm chiếc sập này thì được đục chạm Thọ rơi đây. Đây trên màn hình hình ảnh của đây là bố của anh Hùng đây, bác chủ nhà đây. Thì anh hiện tại đang sinh sống và công tác tại nước ngoài. Anh và gia đình thì cũng đã mua sắm rất nhiều sản phẩm chúng tôi rồi. Bàn ghế, kệ tivi. Kia là mẹ của anh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác nhé. Tôi sẽ để hình ảnh của sản phẩm ở dưới phần mô tả video để quý vị có thể xem rõ hơn. Và khi xem video thì quý vị nhớ bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất của chúng tôi đăng lên.